lỗ. Quần đùi chơi thêm quả tóc vuốt, phải làm được một sữa không thật còn nó lại khóc suốt. Dăm ba cái stream cứ đêm là vào làm, ngồi trong lồng kính chạy các gì đồ bảo tàng. Chuyên gia tư vấn tâm lý cho thật đông các cháu, các nhiều trẻ con Lương Văn Can ngày 1 tháng 6. Em nào còn bé quá giờ mai đi học ngủ nhanh, còn các em còn lại hãy về với tộc của anh. Làng này là căng đệ, tộc này là chất lư, không phải là ăn đệ, tộc này là bất tử. Trường tộc là bố sói chồng của bà chủ cây, quỳ phân là biệt đội cân hết tất cả đối thủ vây. Làng này là căng đệ, tộc này là chất lư, không phải là ăn đệ, tộc này là bất tử. Trường tộc là bố sói chồng của bà chủ cây, quỳ phân là biệt đội cân hết tất cả đối thủ vây. Độ tộc, độ tộc, mới về với tộc của anh, mới về với tộc của anh, độ tộc. Thì đấy, thích thì theo tôi về, nguyên cả bộ tộc anh em thích cũng lớn tôi thề. Muộn thì ngồi nghe ra mặt chuyện của mấy ông già, chơi ở ao làng ăn đặc sản là khô gà. Còn nếu đã không thích thì đừng qua thăm đây, đừng để tôi mà ngứa mắt lại khóa mồm 300 giây. Nói thế này thì nó lại bị hợp lý, là hổ báo có to đến đâu cũng phải đua sói vé tí. Làng này là căng đét, tộc này là chất lư, không phải là ăn đét, tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ cây, thì sao là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây. Làng này là căng đét, tộc này là chất lư, không phải là ăn đét, tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ canh, vẫn là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vành đội. Độ tộc, độ tộc, mời em về với tộc của anh, mời em về với tộc của anh. Độ tộc, độ tộc, độ tộc, mời em về với tộc của anh, mời em về với tộc của anh. Làm này là căng đét, tộc này là chất lư, không phải là ăn đét, tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ cây, vẫn là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây. Làm này là căng đét, tộc này là chất lư, không phải là ăn đét, tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ cây, vẫn là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây. Ơ kìa. Fuck. Các bạn đợi tôi một tí nhá. Mẹ nó cay tê nhờ. Chết mẹ rồi. Đi mẹ con len rồi. Cái len của tôi nó bị làm sao rồi các bạn ạ? Đéo biết là do len hay do máy. Tôi lúc ấy trước khi mà livestream lên tôi chợt nhận ra là nó đéo tự focus được. Từ từ nhá, để tôi phải đi đổi lại cái len nha các bạn, đợi tôi tí. Đợi. Ui sao hỏng được cả con len nhỉ, vãi cả cứt thật. Cảm Berry nhá các anh em. Ôi trời ơi, hỏng mẹ con len rồi. Ui fix 24GM của tôi, sao nó lại hỏng được nhỉ? Vãi cả bìu thật.
kỳ ta. Từ từ nhá, để tôi cắm lại một lần nữa tôi xem hay là nó bị bẩn nhỉ, hay mình phải liếm vào nhỉ? Ừ, hay nó bị hỏng chân tiếp xúc nhỉ? Hỏng được nhỉ? Xin lỗi các bạn. Các bạn đợi tôi tí, tôi giải quyết xong cái vấn đề này đã. Con này thì cũng được, nhưng mà con này nó đéo cắm xuống được, nó chỉ như là hết cỡ mẹ rồi. Tôi nghĩ chắc là cái chân tiếp xúc nó bị bẩn. Sipa. Ảo thật đấy. Thấy đéo nào nhờ. Úi dồi mẹ, nó cháy nổ mẹ nó có lên không nhờ. Đéo được. Các bạn giấu tên nhá. Từ các bạn đợi tôi một tí. Đợi tôi một tí. Tôi phải fix xong cái này tôi mới ngồi nói chuyện với các bạn này, không nó khó chịu lắm. Test phát hiện ngay phải con này hỏng không? Hỏng thật. Hỏng thật. Ê, tại sao một con len nó lại bị hỏng được nhỉ các bạn nhỉ? Ừ ha. Vách cả bìu thật. Focus đéo được, mẹ xoay khẩu đéo được. Hỏng chết dí mẹ luôn ạ. Ô vãi bìu. Thôi hôm nay dùng tạm len này nha các bạn nhá. Len thì này nó hơi lởm hơn một tí, nhưng mà đéo có sự lựa chọn nào khác. Đứt cáp khẩu à? Đứt cáp khẩu sửa được không các bạn? Sửa được đúng không? À, mày lại tốn tiền. Mãi cuộc đời.
Ui, chính ra con này làm cam cũng đẹp thế nhở. Con này con Sigma lởm vãi cả cứt, mà đéo hiểu sao làm cam trông nó lại ok vậy đó nhá, mà nó lại còn zoom ra zoom vào được. Ừ ha. Lấy nét thử coi. Ui, lấy nét nhanh đéo chịu được. Lấy nét thử coi. Wow, amazing. Lấy nét thử coi. Wow, được cái chứ nhỉ. Nét vãi đái. Được. Từ nay tôi sẽ dùng con này con lên. Nhưng mà con này ra mặt tôi trông nó đéo mịn lắm. Con này không sâu bằng con kia. Một con lên hàng for với cả một con GM nó vẫn khác hẳn nhau thật. Các bạn sinh viên nhá. Các bạn điều. Hello chào tất cả các bạn. Chúc các bạn và gia đình buổi tối thứ 4 vui vẻ. Ngày hôm nay sẽ là một buổi live stream trước khi mà tôi đi Sài Gòn 3 hôm. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối chủ nhật các bạn nhá. Thông báo với cả các bạn như thế. Nốt ngày hôm nay thì nốt chuyến đi Sài Gòn này thì tháng này tôi cũng hết lịch công tác. À không, cuối tháng tôi đi Đà Nẵng nhưng mà còn xa lắm. Chúng ta sẽ có một chuỗi ngày đâu đấy khoảng 10 ngày, 10, 14, 15 ngày ngồi live stream với nhau cơ. Thoải mái các bạn ạ. Đâu, cái gì? Thì mẹ đốt hết dài thế. Thế là mai gửi cái len đi cho thằng em sửa vẫn mới được. Cảm ơn Bình một phổi nhá. Sao lại không comment được là sao nhỉ? Sao lại anh quê ạ? Em đang trong cái thời gian giống hệt video của anh ấy. Người ta ác với mình kinh khủng, lợi dụng mình kinh khủng, nhưng vẫn cố níu lấy cái gì đó vô định lắm. Úi trời ơi, tôi trong trạng thái đéo đây, đéo đâu mà tôi biết. Bạn đã bao giờ trong trạng thái mẹ trước khi lên buổi live stream bạn bị hỏng mẹ cái len chưa? Ừ đấy, tôi đang trong trạng thái như thế đấy. Bạn cũng sẽ không thể hiểu được cho tôi. Tôi cũng đéo hiểu được cho cái tình cảnh của bạn bây giờ. Thế làm sao tôi có thể khuyên bạn được? Các bạn giấu tên nhá. Cảm ơn bạn tới phệ nhá các bạn nhiều. Cảm ơn bạn ông Hoàng. Mic bé á? À không, mic bình thường các bạn ạ. Mic vẫn setup như bình thường ạ. Ôi trời ơi, bình nước Mixi à? Hứa cả các bạn là cuối tháng này có. Tôi cũng đéo biết được là khi nào, nhưng tôi chỉ biết là cuối tháng này có thôi. Các bạn he nhá, các bạn điều. Úi rồi lại còn thay miễn phí à? Thôi để mai anh gọi thằng em nó chạy qua nhà. À nhưng mai tôi đi mẹ rồi, để tôi gửi nhà. Để tôi nhờ thằng Quang Đen mang đi sửa của tôi thì nó sẽ hợp lý đấy. Đâu, vào nhờ luôn. Thường thường nhờ nó hay lười lắm. Nó bảo dạo này em bận lắm, dạo này em phải trông con, dạo này em phải thế nọ thế kia. Tôi bớ ngay, lên live stream tôi nhảy vào tôi nhờ. Từ chối thế đéo nào được. Tôi kinh nghiệm đầy mình mẹ rồi. Rồi thằng này nó kinh nghiệm hơn tôi. Nó biết là tôi live stream hay nhờ nên là nó ọp qua mẹ luôn cả Discord rồi. Thằng này giỏi. Thằng này đỉnh cao này. Thằng này được vãi đái. Các bạn giấu tên nhá. Các bạn nhiều. Tôi nghĩ là mình nên thay con mẹ cái avatar của YouTube về cái avatar cũ đi cho nó phong thủy. Trong cái avatar này dễ còn mất kênh trên phát nữa lắm. Bực thực sự luôn. Cảm ơn tỉnh nha các bạn nhiều. Mà từ hôm mình bị hack nick đến bây giờ mình còn chưa vào cái tài khoản mẹ donate của mình xem còn tiền hay không. Ôi vẫn còn tiền, thật tuyệt vời. Chắc là nó nghĩ là cái máy của mình với cái tài khoản này lưu tiêu diêu. Có mỗi 8 triệu nên nó đéo thèm lấy. Xem anh từ hồi Piu Piu nghỉ mới đầu xem cho đỡ trống mà giờ nghẹo luôn. Anh làm lâu lâu cho đêm đỡ buồn nhá. Em ơi, nó không phải do anh em ạ. Mẹ mày, nó do mấy thằng hacker lỏ cái kìa. Nó có để anh làm hay không thôi. Mẹ nó đéo cho làm thì có cái cứt kênh mà làm ấy. Mẹ bọn này mất dạy vãi cả cứt. Thề. Khốn nạn. Khốn khổ khốn nạn. Cảm ơn Phương nhá. Bọn nó cũng chỉ biết được là mình là thằng streamer. Ừ, mình có kênh YouTube khoảng 7 triệu subscribe. Mình có một cái kho đồ Steam, trong đồ cũng mẹ mình nhấp nháy nhiều màu vàng mà nó thích. Nó biết đéo được đâu lương mình được, có mẹ mình đéo đến chục triệu. Nó đéo quả tim các bạn ạ. Thế mới khổ chứ. Lấy lại kênh hết nhiều tiền á. Tiền thì nó đéo mất. Nó mất mẹ một thời gian bạn ạ. Cày vãi cả đái ra. Uầy. Chiều nay tôi định ngồi làm clip cho các bạn, cái clip đi đi Thái Lan đợt vừa rồi.
Nhưng mà khi mà tôi động vào cái đống suộc đấy một cái thì mẹ vợ tôi lại bảo là anh ơi, anh có thể đưa em đi khám được không? Thế là thôi, tôi lại mò đi đưa vợ tôi đi khám. Đi khám thì hôm nay làm níp có nghĩa là có thể xét nghiệm được luôn là có vấn đề gì không. Sau đấy là kiểu như là mình sẽ biết được là trai hay gái đấy. Và bác sĩ hẹn là 10 ngày nữa là đúng vào ngày 20 tháng 4. Ôi tại sao nó lại là một ngày đặc biệt như vậy? 4/20 là tôi sẽ biết được là con gái hay con trai. Thế chúng ta hãy cùng đợi đến ngày hôm đấy, tôi sẽ khoe các bạn sau nhé. Các bạn giấu tên nhé các bạn nhiều. À, trai còn lâu bạn ơi, còn lâu mới biết được. Không phải xét nghiệm một cái là ra luôn, nhiều là Covid đâu. Căng thẳng lắm. Cảm ơn Đạt nhá. Siêu âm nhìn ra, bạn xem ảnh siêu âm không? Đây tôi có ảnh siêu âm này, tôi đố bạn nhìn ra được luôn là con trai là con gái đấy. Hôm nay bác sĩ siêu âm rồi, tôi cố căng mắt ra tôi nhìn rồi, xong rồi tôi bảo là bác sĩ xem là có chim hay không. Bác sĩ cũng bảo tầm này chưa xem được, mà thằng ấy nó buồn cười lắm, mẹ mày nó xem xong nó lại còn che mặt đi nữa, nó lại còn khép chân mà nữa thì xem vào mắt. Rồi 10 ngày nữa xét nghiệm cái đi cho chắc, xong anh em biết mẹ luôn là con gái con trai, đỡ phải tò mò thì nẫu ruột. Tôi nghĩ là thằng thôi, chắc thế. Đời tôi đẻ được đứa con gái thì đời sập. Uầy, nếu như mà nó là một đứa con gái nhá, tại vì tôi có hai đứa con trai rồi, mẹ nói ra tôi sợ vợ tôi áp lực thôi. Nhưng mà nếu như mà nó là một đứa con gái nhá, mẹ mà tôi phải off stream 10 ngày để tôi ăn nhậu, đúng không? Sắp có một cô công chúa, mẹ xứng đáng để ăn mừng vậy đấy. Tôi phải làm mẹ mày mấy mâm cỗ, tôi mời bạn bè, anh em họ hàng hàng hốc mẹ đến chung vui với tôi. Nó sẽ là chuỗi ngày 10 ngày mẹ không uống nước lọc, chỉ uống bia rượu. Thật tuyệt vời. Đỉnh cao. Các bạn giấu tên nhé các bạn đều. Chết người đấy. Ok à, mẹ mày máy móc sao nhiều vấn đề thế nhờ. Để bực thực sự luôn ấy. Tháng này tháng đéo gì, mẹ mày phải nốt lịch lại mới được. Năm sau mẹ mày đến tháng 4 nghỉ, đéo làm nữa. Các bạn giấu tên nhá. Đó, ly sinh nhá. Màu tóc của tôi á, tôi đéo biết nó gọi là màu gì. Các bạn có cần công thức pha thuốc không? Tôi hỏi thằng Phong cho. Thằng đấy nó nhuộm tóc cho tôi thì tôi thấy là nó đúng là kiểu thợ lành nghề lâu năm. Mỗi lần nó nhuộm tóc tôi đéo thấy nó có một cái công thức đéo gì cả. Thì ví dụ như ngày xưa tôi còn ở chung cư Victoria Văn Phú, mỗi lần tôi đi xuống nhuộm tóc là người ta sẽ dơ ra một cái bảng, đúng không? Trên đấy là nó sẽ có các loại mẫu tóc ở đấy, xong rồi có màu ở đấy. Xong rồi ví dụ em thích màu này, chỉ vào phát, xong người ta sẽ nhìn cái mã. Từ cái mã đấy người ta mới mở két sắt ra, xong rồi có một cái quyển sổ. Người ta mở cái quyển sổ ra xem cái mã đấy là pha những cái gì. Xong người ta vừa cầm quyển sổ đấy người ta vừa quấy với cả cứt ra. Còn tôi đi nhuộm tóc với cả thằng Phong, tôi đéo thấy nó nhìn thấy một cái đéo gì cả. Tôi chỉ bảo là mày nhuộm cho anh cái màu đỏ của năm trước. Thế là nó lấy cái bát ra, xong nó phụt hết các loại nước vào, xong nó đánh lên như mắm tôm, xong nó quệt vào đầu tôi. Thế là thành mẹ cái màu này. Tôi biết gọi là cái màu gì. Chắc là màu mắm tôm. Các bạn giấu tên nhá các bạn nhiều. Nhưng mà thằng này nó đều tay lắm nhá. Nói như cái màu này tôi nhuộm này lần thứ 3 mẹ rồi. Mà lần đéo nào nó lên đúng cái màu đấy. Mẹ em giỏi thật. Đúng thợ. Khác hẳn mình. À, Phú Cao nhá. Để mẹ cam mày luôn nhá. Ok nhá. Cam được phết hay chứ nhỉ. Cam tiểu long nữ nha các bạn nhiều. Đấy, mẹ đừng nói cái chuyện cam với cả len nữa được không? Lại đau đầu. Bị đi đéo biết mất bao nhiêu tiền, với cả là tức là một cái len mà khi mà mình chơi cảm giác nó bị bóc ra rồi, xong rồi nó phải thay một cái gì đấy khác ở bên trong đấy vào. Thấy nó cứ thế đeo nào ấy. Nó đéo còn nguyên zin nữa. Mất trinh. Cảm ơn Hoàng Quân nhá. Cảm ơn Thạch Anh nhá. Donate cái nhá mẹ, dài thế nhỉ. Ngoài tôi dựng được đoạn đầu của video rồi, xong rồi tôi bí quá, tôi đéo biết dựng kiểu đéo gì nữa nha. Tối nay có lẽ là anh em mình ngồi xem video một tí, sau đấy là đéo giờ có video phần 2 nữa các bạn nhá. Đéo biết dựng kiểu gì. Tôi chỉ giỏi dựng những cái gì mà tôi quay thôi, còn người khác quay một cái là tôi xem tôi bị ngợp vãi cả đái. Đéo biết mẹ mày phải edit kiểu gì bây giờ.
cảm giác bị mất kênh có vui không? Tôi là một nhà báo, chỉ vì lỡ dại một lần lấy hình ảnh của anh để làm một bài báo online trên TikTok mà anh lỡ đánh sập kênh báo của tôi, làm tôi mất việc trong khoảng thời gian cha tôi bị ung thư phổi và ông ấy đã ra đi. Bạn có thể vào trong Discord để bạn kể lại cái quá trình đấy được không? Tôi nghe quả donate này của bạn nghe nó cứ thế đéo nào. Chả nhẽ nó lại như thế. Bạn vào bạn kiểu kể lại từ đầu đến cuối được không? Tại vì tôi nghĩ là bạn là nhà báo nên là nó sẽ là một cái nội dung hấp dẫn để anh em mình cùng nhau collab và xây dựng đấy. Hợp lý đấy. Các cụ ngày xưa bảo là tam nam bất phú đấy anh. Tôi cũng nghĩ là tam nam bất phú, tứ nữ bất bần. Từ khi tôi biết Messi thì tôi thấy ông ấy có 3 thằng con trai mà vẫn giàu vãi cả cứt. Tôi đéo tin câu đấy nữa. Nếu như tam nam thực sự là bất phú thì tôi có thể kể ra cho các bạn mẹ một số nhân vật máu mặt ở Việt Nam vẫn đang giàu vãi cả cứt, có 3 thằng con trai, đéo có thêm một đứa nào cả. Thế bạn có tin không? Câu hỏi là bạn có tin không? Tôi đéo tin rồi đấy. Tôi sẽ thử đẻ ra xem tôi bất phú không. Tôi luôn là một con chuột bạch để cho tất cả các bạn biết đến tôi, hay các bạn xem tôi như một thói quen để nhìn vào. Tôi sẽ lấy số phận cuộc đời tôi ra để cho các bạn xem tam nam thực sự có bất phú hay không. Ok chưa? Thế nó có hợp lý không? Để các bạn nhìn vào các bạn xác nhận được câu nói đấy của cụ ngày xưa. Ê, có người đi trước còn gì nữa. Nói thế chứ gái hay trai thì bao nhiêu đứa, tôi nghĩ là số phận này đều do mình cả thôi các bạn ạ. Học hành xong rồi đi thi đại học, bắt đầu vào học. Ông thì dính lô đề, ông thì chơi tài xỉu, ông thì gõ bóng, ông thì báo nợ. Thế thì do ai? Do số phận à? Không, do mình cả. Làm gì có chuyện vô lý thế. Nếu số phận của một con người đẻ ra nó được sắp đặt như thế rồi thì sống làm cái đéo gì nữa. Nó khác đéo với một con bot được lập trình. Ê, cuộc sống này đang trôi một cách vô nghĩa quá. Rõ ràng bộ não của mình tự chủ được tất cả những hành động, tất cả những ý thức, và mình được phép lựa chọn trong tất cả những câu chuyện mình gặp phải trong cuộc sống này. Thế nó có phải là do số mệnh hay không? Tôi nghĩ là đéo. Còn nếu như bạn nói là bạn chọn theo đúng cái hướng nào mà số mệnh bắt buộc chắc chắn là bạn phân vân một lúc xong bạn sẽ chọn theo hướng đấy, tôi thấy nó đéo hợp lý. Cảm ơn giấu tên nhá. Kirabit VN kiếm tiền móc khóa. Ui thôi bạn ơi, nói thế bạn thấy mấy khi tôi hợp tác với cả kiếm tiền với cả người khác đâu. Lý do đơn giản vãi đái, vì đồng tiền chắc chắn sẽ mất lòng anh em. Đến cả anh em ruột mà đầu tư với nhau nhiều khi còn cãi nhau, đéo làm ăn được với nhau nữa, đóng cửa con mẹ hết cửa hàng. Đến cả những người bạn bè thân thiết cùng nhau mở cửa hàng các thứ mẹ còn có nguy cơ nhiều khi cãi nhau, đéo nói chuyện với nhau nữa. Thì làm sao tôi có thể tin tưởng được một người lạ ở bên trên mạng này có thể hợp tác buôn bán cùng. Vô lý. Nên là nếu như cái câu chuyện lúc đầu nhá, hợp tác với nhau, cùng nhau hùn vốn làm ăn là một startup, thì lúc đấy câu chuyện tình cảm luôn đặt lên đầu. Nó luôn là như thế. Rồi sau khi câu chuyện tình cảm để cùng nhau gây dựng xong rồi, nó bắt đầu đến câu chuyện lợi nhuận đặt lên đầu. Thế câu chuyện đấy là mẹ, lúc đấy là lợi nhuận hay là tình cảm? Tất nhiên lúc đấy nó sẽ là lợi nhuận. Thế là cãi nhau, chửi nhau, đéo nhìn mặt nhau nữa thôi. Thế câu chuyện bình thường, có gì đâu. Thế nên là hợp tác làm ăn với nhau làm gì các bạn ơi. Tôi, thằng Hiếu, thằng Piu là 3 thằng mà tôi nghĩ là chắc đéo bao giờ cãi nhau trong chuyện làm ăn. Tôi nghĩ là như thế. Tại vì nhiều khi đúng kiểu bọn tôi YOLO vậy cả đấy. Vì một cái cửa hàng thôi. Xong đến bây giờ bọn tôi sẽ đéo đầu tư nữa. Tại vì bọn tôi biết tính nhau mẹ rồi. Tôi không phải là người thích kinh doanh, tôi giải thật với cả các bạn như thế. Tất cả những cái ví dụ như là bình nước, móc khóa, rồi là áo yếc, các thứ tôi bán ấy, nó là đồ kiểu đồ merchandise, đồ lưu niệm cho fan hâm mộ là chính, chứ còn lãi của nó không cao. Và nếu như các bạn nhìn, các bạn nghĩ, các bạn nhìn mấy cái con số ở trên mạng, ví dụ người ta bán được mấy chục nghìn đơn hàng rồi các thứ, các bạn nghĩ tôi bán được nhiều không? Nó đéo phải như thế các bạn, nó đéo nhiều đâu. Và cái số lượng mỗi lần tôi làm ra tôi không tham, mỗi lần tôi bán ra chỉ đúng cái số lượng đấy cho nó hạn chế, cho nó vui thôi. Chứ còn cái lợi nhuận từ việc BC Shop hay là đồ kiểu cốc kia các thứ nó cũng phải là quá nhiều. Và nó bị mất thời gian vãi đái. Cứ ngồi cãi chửi nhau xong cân đo đong đếm từng đồ một để mệt vậy đấy. Tôi chỉ thích tập trung vào những cái gì mà tôi đang làm.
là cái nghề này này, là cái stream này, là cái được chơi game hàng ngày nè. Thế là vui mẹ rồi. Càng ngày, ngày xưa còn hay đẩy cái mini shop, hay kiếm đồ để bán các thứ, bây giờ có làm nữa đéo đâu. Nặng đầu vậy đấy. Ba con rồi. Yên vị với cái nghề mình đang làm thôi. Đau đầu lắm. Vậy anh em đừng mua nữa nhé, hủy hết đơn đi. Cảm ơn Văn Quang nhá. Cảm ơn bạn nhiều. Thank you bạn. Đúng rồi. Nếu như muốn làm tốt cái nghề này ấy, hãy tập trung vào kỹ năng khều donate. Là thế tuyệt vời nhất. Lại hợp tuổi. Tôi không, ngày xưa vợ chồng tôi cũng không hiểu. Bố mẹ tôi chắc là cũng xem tuổi, tôi nghĩ thế. Nhưng mà như nào nhỉ? Tức là bố mẹ tôi được cái là tôn trọng những cái gì mà tôi đã chọn. Và sau này tôi nghĩ là phương án đấy đúng với các con tôi. Khi nó đủ tuổi rồi, nó bảo nó thích lấy ai thì đấy là việc của nó. Mẹ mình quan tâm làm đéo gì. Kể cả tuổi tác, nó lấy mẹ một chị hơn nó 10 tuổi thì cũng kệ mẹ nó. Nên là tôi chưa trải qua cái vấn đề là bị gia đình ngăn cản bởi vì không hợp tuổi. Nên là tôi đéo biết khuyên bạn như thế nào. Nhưng mà sau này nếu như mà thế hệ các bạn cũng sẽ lớn lên, xong rồi cũng lấy vợ, cũng có con, và con của các bạn lớn, thì tôi nghĩ là mình đéo nên quan tâm vào cái vấn đề đấy. Khi mà nó lớn rồi, nó quyết định lấy vợ, nó là một cái mốc để chứng tỏ cho bố mẹ, bạn bè, họ hàng khẳng định là bố mày trưởng thành rồi, bố mày lập được một cái gia đình và bố mày tự lo cuộc sống, đúng không? Thế thì kệ mẹ nhà nó. Trời ơi, nó lấy sướng khổ gì đấy là việc của nó chứ. Đấy là con đường của nó chọn. Các bạn ngăn cấm nó làm cái gì? Nếu như con đường ấy thất bại thì nó sẽ có bài học của nó. Còn nếu như thành công thì chúc mừng nó. Thế thôi. Ngày xưa tôi nghĩ chắc bố mẹ tôi cũng đơn giản. Chỉ nghĩ là tôi chọn rồi thì tôn trọng hết tất cả những quyết định của tôi. Bố mẹ tôi chả góp ý gì cả, chả nói gì cả. Và thời gian nó sẽ tự chứng minh hết tất cả những cái điều đấy. Can thiệp vào chỉ thêm áp lực thôi. Chỉ mẹ mày cãi chửi nhau, gia đình mặt nặng mày nhẹ với nhau thôi. Thay vì như thế mọi người vui vẻ, mẹ sống hòa thuận với nhau, nó có phải thích hơn không? Ui, được cái mẹ Lý tôi thính thanh niên lắm, thoải mái lắm. Cảm ơn Phệ nhá các bạn nhiều. Nên là đôi khi cái cuộc sống của tôi nó tự do, nó thoải mái và được làm những cái gì tôi thích. Kể cả cái nghề này tôi đang làm, hay là kể cả tôi sáng tạo những cái gì liên quan đến bản thân tôi, về hình ảnh của tôi. Nó được một phần từ mẹ tôi rất là thoải mái và rất ủng hộ những cái gì mà tôi làm. Cảm ơn Vi nhá. Nên là tôi mong là sau này con cái tôi lớn lên, tôi cũng không quan thiệp quá sâu vào cái cuộc đời của nó. Ví dụ như là nó học, nó ra trường, xong rồi nó bảo nó thích làm này, nó muốn trải nghiệm làm này làm kia, kệ nó thôi. Đấy là việc của nó. Quan trọng là mày lớn rồi, mày phải tự biết kiếm tiền, mày tự lo cuộc sống mày. Và khi mà mày quyết định là con sẽ lấy vợ rồi thì đấy, mày bắt đầu lớn rồi đấy. Mày không phải là sói bé tí nữa rồi đấy. Cảm ơn Isa Nguyễn nhá. Máy anh ổn chưa? Anh đéo trả lời được cho em là máy anh ổn chưa. Ừ, thế nó mới khổ chứ. Anh muốn trả lời lắm, anh hy vọng là nó sẽ ổn. Nhưng mà mấy ngày hôm nay kiểu anh live stream thì đầu anh nó cũng, đầu óc nó cũng kiểu cứ bị phân tâm suy nghĩ nhiều việc khác ấy. Đùng cái máy mình nó lại bị vấn đề thì kiểu khó chịu lắm. Đã trải qua mấy cái ngày như thế rồi mẹ mày. Nó áp lực nặng nề tâm lý vãi cả cứt. Đéo biết mẹ cái thằng hacker nó có xem mình, nó có biết mình hay không. Mình đã gửi gái mèo xin lỗi nó rồi. Mình đã trình bày hoàn cảnh rồi. Là tao đã khóc rất nhiều. Tao đã rất buồn mẹ mày vì tao bị mất những thứ này. Và tao công nhận là chúng mày giỏi. Chúng mày là tội phạm công nghệ cao. Mẹ, chúng mày chắc chắn sẽ đéo bị bắt. Những thằng giỏi như chúng mày đéo giờ bị đi tù. Mà tao tin là chúng mày rất giàu. Tha cho tao được không? Thế mà nó vẫn đòi tôi mẹ mày 5.000 đô. Bạn mất dạy. Cảm ơn Hoàng Dũng nha. Không thể tin được. Cảm ơn Thành nhá các bạn nhiều. Anh thách thức hacker tiếp đi. Tối hôm qua khi mà tôi chưa set mod xong, tôi thấy các bạn spam câu đấy rất nhiều. Các bạn ạ, hãy là một người xem nội dung trên mạng một cách thông minh, đừng để người ta cắt ghép. Thứ hai nữa là trong khuôn khổ công việc của tôi đang làm, đấy là những cái tình huống trên livestream mà bọn tôi ngồi trêu nhau, ngồi nói chuyện nhau rất vui vẻ.
Và cái câu chuyện đấy người ta cắt ra, nó đéo có đầu đéo có đuôi gì cả, nó có đúng một cái khúc giữa. Đấy là tôi bảo chúng nó về cái việc kênh Facebook đừng hack tôi nữa, trêu chúng nó, xong rồi sang hack mấy thằng Rambo, thằng nhím nhất các thứ kìa. Xong rồi nó cắt đúng cái khúc lên. Rồi các bạn xem đúng cái khúc đấy, các bạn bị dắt mũi, xong rồi vào đây các bạn cứ ngồi, mẹ các bạn ngồi spam. Hôm qua tôi đéo ban được, hôm nay tôi cũng đéo ban được. Và chắc là tương lai tôi cũng đéo ban. Tại vì tôi nghĩ là những người đéo chắc lọc thông tin như các bạn đọc qua một cái xong rồi bắt đầu khẳng định trong đầu và bắt đầu đi nói những câu như thế thì đéo tốt bạn ạ. Hóng hớt, không hay. Cảm ơn TK nhé. Ôi, hôm qua tôi có được xem đéo đâu, hôm qua đúng giờ tôi làm. Nhưng mà trận hôm qua hay thật. Mẹ, qua tôi xem được đúng đâu đấy khoảng 20 phút cuối trận, 20-30 phút cuối trận. Ngồi xem trộm một tí, nhưng mà đỉnh cao đấy. Cảm ơn Bình một phổi nhá, cảm ơn bạn nhiều. Sao hội viên lại không comment nữa? Thế em bị ban mẹ rồi. À với cả các bạn biết tại sao dạo này kênh chat nhiều chẩu không? Đợt vừa rồi cái kênh tôi bị mất. Thế là bên YouTube họ reset lại kênh, họ remove lại hết tất cả, reset lại hết tất cả mọi thứ. Bao gồm cả member thì đéo mất, may member đéo mất ấy. Bao gồm cả mod. Hai lần rồi tôi phải ngồi set mod lại hết tất cả cho chúng nó. Bao gồm cả những thằng đã bị ban từ ngày xưa, là những thằng trẻ trâu, phải có lý do đéo gì đấy mới bị ban. Ừ, thế là bọn nó được ăn ban hết. Thế là thành ra mẹ kênh chat dạo này chẩu nhiều vậy, cứt thôi nhưng không sao cả. Tôi đã có một quá trình khoảng 7 năm để tôi ngồi ban mẹ mình nhiều vãi cả cứt. Và nếu như mà để tôi ngồi tôi ăn ban hết cái đồng ấy, đéo có cái nút là bấm một phát ăn ban hết đâu các bạn ạ. Phải ăn ban từng thằng một, gần cái tên nó sẽ có một cái dấu x ở đấy, mình bấm x từng thằng một mà nó phản hồi, nó đéo phải nhanh hiểu không? Ấn x phát quay một giây, x phát quay một giây. Thế là để giải quyết hết tất cả những cái vấn đề của những thằng bị ban đấy trong vòng 7 năm ấy, nó là một câu chuyện dài vậy đấy. Nhưng chỉ nhờ thằng hacker lỏ thì đúng là nó là ân xá hàng loạt luôn đấy các bạn. Mẹ đúng thằng hacker lỏ vào mẹ quẩy kênh đúng hai phát thôi, sạch bách con mẹ hết cả cái blacklist của tôi. Thế là trẻ trâu mẹ như ong vỡ tổ, nó ồ ra, trời ơi bố mày được chát rồi, mẹ bố mày được chửi rồi, cay vậy đấy. Đấy là một, đúng không? Thứ hai nữa, hôm qua sau khi tôi live stream lên, tôi mới bấm vào trong cái phần setting live stream, tôi mới phát hiện ra là phần live stream nó cũng bị reset. Và cái chế độ nó đang để là tất cả mọi người có thể bình luận được. Có hai cái nha, một là chat ở trên YouTube, tôi lúc nào cũng sẽ để là những người subscribe mới có thể bình luận được. Thì tất nhiên là những người subscribe thì người ta ý thức hơn một tí, còn bọn chẩu mẹ mày nó đã ghét rồi, nó subscribe làm đéo gì cho mình tăng sub lên làm gì, đúng không? Thứ hai nữa ở bên Nemo, các bạn sẽ để ý là tại sao nhiều bạn bảo là kênh Nemo của tôi đéo thấy ai chat, tại vì chỉ có hội viên mới chat được, chứ còn mẹ mấy cái thằng chẩu mẹ nhiều vậy, cứ việc lập ra một cái nick Nemo nó nhanh đéo chịu được. Bấm phát nó ra được một cái nick mẹ rồi bị ban, xong nó lại bấm phát nó ra một cái nick khác, thì là thôi tôi bật cái mẹ hội viên. Nó không phải là cái câu chuyện mà phân biệt giàu nghèo, người ta nạp tiền và người ta có hội viên, nó đéo phải như thế. Mà các bạn thông cảm, nhiều khi chẩu nó đông quá đéo chống lại được. Cảm ơn Bình nhá. Người hướng nội như em sao bị ban được, em vô lý. Nếu như có bị ban thì cũng phải được thả đấy chứ, vừa được thả xích xong. Cảm ơn giấu tên nhá. À khi nào có thì thông báo sao bạn ơi. Cảm ơn thằng béo nhá. Ui ôi, tìm thế đéo được bọn hacker à bạn? Đố tìm được luôn. Ông Chí Minh nhá. Ờ thì em phải trình bày với cả bố mẹ là con không muốn lấy vợ, con muốn độc thân cả đời. Trời ơi, có cái gì đâu. Bố mẹ anh ngày xưa chưa kịp giục anh lấy vợ thì anh lấy mẹ chị Trang rồi, thề nhanh vãi cả cứt. Chỉ đơn giản là hai đứa gặp nhau, phát sinh tình cảm, cảm thấy là mình yêu nhau rồi. Thế là bảo với vợ, bảo với bố mẹ là đấy, con quen bạn này đấy, ngày tháng năm sinh như này đấy. Bố mẹ tôi bảo là chốt luôn. Ngày này là ngày ăn hỏi này. Ngày này là dặm ngõ này, trên đấy còn có cả dặm ngõ. Ngày này dặm ngõ này, ngày này ăn hỏi này, ngày này cưới này. Đấy, lịch đấy. Xong, vợ chồng tôi cưới nhau. Mọi chuyện xảy ra nhanh vãi cả cứt. Chả có một cái gì gọi là kinh nghiệm để tôi có thể chia sẻ lại cho các bạn về cái vấn đề gia đình ngăn cấm, không hợp tuổi các thứ cả. Mấy câu hỏi đấy khó lắm các bạn ạ. Nhanh lắm, tốc độ khủng khiếp lắm. Nó he he nhá. Nhưng mà
khi mà tôi lớn lên, khi mà tôi trưởng thành, cái câu chuyện này cách đây khoảng 10 năm rồi, khi mà tôi với cả vợ tôi quen nhau. Cái này thì nó cũng hơi nhạy cảm, với cả là nó cũng hơi khó nói, nhưng mà về sau khi mà tôi lớn lên, tôi trưởng thành, tôi mới biết được sâu xa đằng sau câu chuyện tại sao gia đình lại muốn tôi cưới nhanh như thế. Kinh khủng lắm các bạn. Khủng khiếp lắm. Mẹ, sau này có khi làm phim được, cũng đấu được, đùa. $50 à? Đây, đợi kia tí tôi ngó. Hài vãi lìn luôn. Tò mò làm gì, trời ơi, bạn nào xem tôi lâu các bạn biết ngay, nghe qua cái là biết ngay. Các bạn giấu tên nhá. $50 $5 đến từ bạn Linh Nguyễn. Steam có ảnh hưởng gì không bạn? Không bạn ơi, tôi lấy lại được hết rồi. Nó chỉ bị mỗi cái ảnh hưởng đấy là tôi bị khóa market trong vòng khoảng 15 ngày. Trong 15 ngày tôi đéo làm được một cái gì cả. Nhưng mà thôi, nó cũng là một điều tuyệt vời rồi. Nhiều bạn hỏi tôi là sau vụ này Nick Steam tôi có bán hết đồ đi hay không? Tôi vẫn khẳng định với cả các bạn là đéo nhá. Tôi không bán vì thứ nhất, nó là kỷ niệm của mấy anh em tặng đồ cho tôi nhân dịp sinh nhật, kể cả các bạn FA. Có những cái, có cả những cái mà các bạn nhìn cái name tag các bạn sẽ thấy chúc mừng sinh nhật anh năm 28 tuổi. Mẹ, từ thời đấy mẹ rồi tôi vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Thứ hai nữa là mặc dù tình cảm là tình cảm, nhưng mà nếu như có giá thì tôi vẫn bán. Hiện tại giá đồ CSGO tụt vãi cả cứt. Hề tụt đéo chịu được. Hôm vừa rồi vừa quả Mazo mẹ, nhiều drama vãi đái. Chúng nó đấm nhau trên sân khấu, xong rồi mẹ chúng nó crash game, chúng nó bug game các kiểu. Tôi bảo thôi chết con mẹ rồi. Đồ đang đợi lên giá mà nó làm cái giải thế giới như thế này, nhiều lỗi như thế này thì đồ nó lại còn tụt nữa. Nhưng không, tôi đã từng đọc trên mạng về các doanh nhân đã từng ngồi nói chuyện. Bạn không bán là bạn chưa lỗ. Tôi tin là tôi chưa lỗ. Tôi vẫn mong một ngày nào đấy giá nó kiểu lên đỉnh, nó cao vút lên. Đến cả Bitcoin nó tụt cụ nó xuống mười mấy nghìn, giờ nó lại còn ngóc lên 60 mấy nghìn, 70 mấy nghìn được. Thì làm sao mình không có một tia hy vọng dành cho CSGO, đúng không? Một con game đã gắn bó với mình mười mấy năm rồi. Tôi tin vào một ngày nào đấy mặt trời nó lại ló lên, một ngày nào đấy đồ nó lại lên giá, một ngày nào đấy tôi sẽ bán hết cái đống đồ kỷ niệm đấy đi với một cái giá nó hợp lý. Nhưng không phải là thời điểm bây giờ. Bây giờ tôi vẫn đặt câu chuyện tình cảm lên đầu tiên. Đấy là đồ của những anh em tặng tôi, đấy là đồ của những anh em sống chết cùng tôi, đã mở hòm ra, đã trân trọng nhau, tặng cho nhau làm kỷ niệm. Tôi không như một số người khác bán đồ đi để mua xe máy. Tôi không như một số anh trai nào đấy ở bên Mỹ, nhưng mà là Mỹ Đình, bán đồ đi để mua mô hình. Không, đấy là bán ở thời điểm giá nó thấp. Đấy, chưa được thông minh cho lắm, tôi phải đợi giá thật cao. Nhưng mà đéo ai đoán trước được tương lai các bạn ạ. Đấy là bây giờ, thời điểm bây giờ thì thấy nó như thế thôi, chứ còn biết đéo đâu một năm anh em ngồi lại giá nó tụt còn thê thảm hơn nữa. Nhưng có một tín hiệu tích cực nhá. Hôm trước nhờ vụ đấm nhau ở trên sân khấu, thì hôm nay tôi vừa mới đọc báo xong, có đâu đấy khoảng nhiều phết đấy, nhưng mà liệt kê đâu đấy, thấy chúng có liệt kê đâu đấy khoảng gần chục quả nick. Mỗi quả nick đâu đấy khoảng 20 đến 30 nghìn đô vừa bị ban sau cái vụ mẹ đấm nhau kia xong. Uầy, mình lại nghĩ trong đầu mà. Đây chỉ là bề nổi của một tảng băng cũng đang nổi mà thôi. Rõ ràng là đây là mấy thằng bị ban sau đợt vừa rồi. Và bị ban thì làm sao? Đồ trong hòm nó sẽ bị khóa mất. Và chắc chắn nó đéo giờ chết lại được. Có nghĩa là đồ nó sẽ hiếm dần đi. Có nghĩa đồ hiếm dần thì giá nó sẽ tăng nhẹ trở lại. Ôi, đấy là tín hiệu tích cực đấy các bạn ạ. Tôi mong là chúng có làm gì làm chúng bị ban cũ nó hết đi. Giá nó ngóc lên tí cứu mấy thằng như tôi. Tôi đã từng vỗ đùi tôi bảo với cả các bạn là hey, hãy đầu tư đồ CSGO đi. Ở thời điểm này đầu tư chỉ có lãi thôi, làm đéo có chuyện lỗ.
lại được cả mấy cái thằng em đi du học ở Mẽo về cũng ngồi vỗ đùi anh ạ, à, anh nói đúng vãi cứt, giá đồ bây giờ chỉ có lên chứ đéo có xuống. Thế là ngập răng vào cắn rồi ăn cứt rồi đấy. Cảm ơn Hiếu Nam Định nhá, cảm ơn Văn Quang nhá các bạn nhiều. Anh ơi top 3 donate quảng cáo cờ bạc kìa anh. Đâu nhỉ, thằng nào nhỉ? À, thằng donate 3 triệu hôm trước cho các cháu. Anh, chả nghe anh lại tắt mẹ dòng nó đi nhỉ, cay vậy đấy. Cú vậy. Cảm ơn Phú Cao nhá. Em tặng đồ anh thử 15 ngày rồi hãng bán cho tình cảm được không? Thôi tặng éo rồi. Không, tôi không bán thật, thời điểm mà tôi không bán. Giá nó cao thì tôi bán, nhưng các bạn nói thế nó là tiền cả. Tôi có thời điểm mà tôi nghĩ là năm trước thì các bạn biết không, tôi bán đồ vào cái thời điểm mà ngu nhất trong cuộc đời tôi, mặc dù là nó lãi thì nó lãi thật. Tôi bán đi vào thời điểm ngu nhất và tôi mua vào cái thời điểm ngu nhất. Tôi mua cái kho đồ tôi loanh quanh đâu đấy khoảng 300. Khi tôi bán đi được khoảng... Tôi bỏ mẹ. Đâu nhỉ, có bạn nào donate nữa nhỉ? À đây có bạn... bạn này donate 1M là 1 phút hay là 1 tháng nhỉ? Mẹ ghi 1M thì biết thế đéo là được. Bạn Phạm donate 49,99 đô qua Super Chat. Nhưng mà dở hơi cái nó lại ghi là 1M thì là 1 phút hay là... À 1 phút. Cảm ơn bạn Phạm nhé. Bạn Black House donate 70 đồng. Bạn Tân Trần donate 50.000. À đúng, đây là 1 phút. Yeah, tôi tưởng là 1 tháng chứ. Ui, bạn Phạm này bạn donate 2 lần liền. Mỗi lần bạn donate 50 đô. Bú đẫm, tuyệt vời quá bạn ơi. Cảm ơn Hưng nhá. À, cốc Misi anh nghĩ chắc là mấy hôm nữa thôi. Mấy hôm nữa là có đấy. Ừ. Ê. Hôm trước bọn tôi vừa đi đá bóng. Từ từ đã. Hôm trước bọn tôi vừa đi đá bóng và vừa tìm được quả sân bóng đá mới, buồn cười vậy đấy. Xong rồi cái sân đấy kiểu nó mới làm ấy. Nó trơn đéo chịu được. Hôm nay tôi có bảo mấy đứa ở trên văn phòng là vừa có clip đá bóng nữa. À đây, xem thử, vừa mới đao về. À tôi vừa mới đao về xong. Đá trơn vậy đá thế. Ui, nó trơn nhá. Nó đã là cỏ mới rồi. Nó đã trơn vãi cứt rồi. Hôm đấy lại còn trời mưa nữa. Vừa xong cơn mưa bọn tôi đi đá bóng. Này, nhìn này. Nhìn này. Lâu lắm rồi tôi mới ghi được quả siêu phẩm. Siêu phẩm thật, đéo phải đùa. Nhìn siêu phẩm này. Đầy cực. Mẹ ảm. Được không? Xem lại nhá. Xứng đáng xem đi xem lại 10 lần này. Này chỉ bắt. Xem lại đúng lần nữa nhá. Bắt hộ cái này. Được vãi đái thề. Van vỡ đê thì nó cũng chỉ đến tầm đấy thôi các bạn ạ. Đây, phí lóc đi Thái của các bạn đây. Nhưng mà hôm nay bọn tôi không gắn mic nên là nó hơi ồn đấy nhá. Với cả nhá, thứ nhất này, trước khi xem nhá. Thứ nhất nhá, nó chỉ có một đoạn đâu đấy khoảng 15-20 phút rồi. Vừa kịp cho anh em mình hết một buổi livestream ở bên YouTube. Thứ hai nữa là tại vì thời gian edit vội lại, tôi edit cái đống này hết đúng tiếng. Tôi vừa ăn cơm xong tôi chạy xuống tôi edit được một tí. Nên là có nhiều cái tôi chưa làm xong. Tôi chưa bíp được.
nên là nó còn nói bậy hơi nhiều các bạn ạ. Bạn nào đang xem tivi với cả đang xem loa tắt đi nhá. Tắt 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 tắt, tắt. Ngay lập tức. $500k đâu nhỉ? 500k màu gì đây? Cảm ơn Đạt nhá, cảm ơn bạn nhiều. Ý, không phải đây. 500k ở đâu nhỉ các bạn nhỉ? À, fan từ năm 2017. Xem anh từ năm 2017 tới giờ nhưng mà không chán. Thế thì mình hãy cùng nhau xem tiếp cái video cho nó chán hẳn đi em. Tôi ngồi xem với cả các bạn nhá. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang ở sân bay Sushi Sorsachen cái gì đấy ở Thái Lan. Và đợt này mình sang bên Thái Lan để tham dự cái Nimo Gala. Nhìn đi. Các bạn hãy đặt bật full screen lên. Các bạn để độ phân giải 2K đi. Các bạn mới thấy cái sợi lông ở trên má tôi nó thần kỳ như thế nào. Nó xoắn tròn vo luôn như cái lò xo vậy. Đây này, nó ở đây này. Mà tôi đéo hiểu sao nó có thể vòng khoảng 5 đến 6 vòng tròn như thế được. Đỉnh vãi. Ngày xưa nhá, cái sợi này của tôi là nó cứ bị rụng đi, xong rồi nó lại mọc lên, mà lần trước nó mọc thẳng ra đây trông kiểu dê vãi cứt, nhưng mà lần này nó tròn vo và trông đẹp thực sự, tròn một cách hoàn hảo luôn ý. Sẽ diễn ra vào ngày mai. Hôm nay là ngày mùng 5, diễn ra vào ngày mùng 6, và ngày mùng 7 thì mình ở lại đây thêm một hôm nữa. Mùng 8 thì mình mới về. Thực ra là mình cũng không định quay video đâu, nhưng mà có mỗi mình mang máy quay đi thôi, chúng nó bảo là anh phải quay cho em cảnh mở đầu đi, xong rồi bọn em sẽ quay tiếp vlog cho anh. Thế là mình quay cảnh đầu tiên này, còn lại là hội thằng bô, thằng nhím các thứ là nó sẽ quay các bạn nhá. Đấy, ôi, chúng nó đi mẹ hết rồi. Rồi, mình đang đi trên quả xe xịn dã man ạ. Nhím ơi, nhím. Cầm, quay cho anh cảnh với. Bạn đang quay nhá. Ok rồi. Rồi. Thích vãi, thế đi cái đấy. Thế tôi thích cái này thế nhở. Nhưng mà chính ra sân bay ở Việt Nam mình nó không rộng. Sân bay ở Việt Nam mình cũng rộng. Ừ, sân bay quốc tế cũng rộng. Nhưng mà cái này nếu như mà đi ra sân bay mà phải đi bộ nhiều ấy thì đi con này nó hợp lý vậy đấy. Đúng, đéo phải đi bộ một tí nào, chả qua là nó để được ít đồ vậy đấy. Mình vừa mượn được quả xe của các bạn là Idol Nemo xịn cực. Cứ ga phát là đi thôi. Ủa, tôi đi con này ở ngoài sân bay bao nhiêu người nhìn, nhưng mà nó đéo phải là của mình, buồn vậy đấy. Thích cực phải đi xe bao giờ chưa? Chưa. Phải nghiện mẹ luôn, tôi phải ngồi lên phải nhìn ở đây cả ngày xuống ga. Cân nặng của em có đi không? Thích chưa, thích chưa, thích chưa. Xe đi phố không sao được, bạn nhìn này, cái bánh nó bé như thế này mẹ đi. Nó là cái nền phẳng như này thì anh em mình mới đi được này. Chứ còn nó là mẹ cái này, nền đến lượt em nhá, chuẩn bị đến lượt em, chuẩn bị đến lượt em. Thôi, mày lượn mẹ đi. Trong khi mình ga đi thì mấy thằng cu em mình đang đi bộ ở đằng sau. Trông rất chi là khổ sở. Đi nhanh lên chú mày ơi. Hello, xin chào các bạn nhá. Sau bao nhiêu năm tôi mới quay lại Thái Lan. Nhưng mà lần này không phải đi bán giải là đi nhận cúp của Nemo. Tham gia sự kiện của Nemo Gala. Còn đây là em đẹp, em của tôi. Yeah. Hello, xin chào cả mọi người, hôm nay là mùng 5, bây giờ là 1:57 buổi chiều. Ngoài trời đang 29 độ C, bọn tôi vừa có mặt ở sân bay Bangkok. Xe đoàn của Nemo vừa đến để chở bọn tôi từ sân bay, như là nếu không nhầm là sân bay Bangkok International Airport gì đấy. Bọn tôi về khách sạn check in, nghỉ ngơi. Chiều tối bọn tôi thực ra là chưa có lịch gì cả. Mà tuy nhiên là bọn tôi đã khám phá xem ở Thái Lan có những cái gì, có thể trải nghiệm cho mọi người xem. Anh Ben, đây là anh Ben. Yo, hello, xin chào tất cả mọi người. Thì bọn mình thật ra thì không phải đi tham dự Nemo Gala, mà thật ra là đi chữa lành cho Ấn Độ. Đúng đấy. Người đàn ông buồn như tháng 4 anh em à. Thực ra trong vlog này đã nghe sẽ không đúng. Thể ra, nhưng người đúng. Phục của bọn tôi. Đúng. Đúng. Anh em bọn tôi. Nên nếu mà có vlog này được công chiếu, anh em phải đúng. Respect. Phải like cho bốn anh em tôi. Cày view. Bọn em tôi đã công kinh. Đúng. Tại vì mới đầu là Ấn Độ là không định quay đâu. Đúng rồi, không quay đâu. Anh em tôi quỳ lại năn nỉ quá, đó là Ấn Độ phải quay. À, ngày hôm nay thì có các bạn idol ở bên bên Nemo Show cùng với cả rất là nhiều đối tác của bên Nemo đi bay cùng chuyến, các bạn thấy đông vãi cứt này. Dạ.
đông vãi chưởng. Trong dòng người tấp nập như này thì tôi chợt nhận ra một idol ở trên Nemo rất là quen. Xin giới thiệu các bạn, idol Lee Sinh. Sawadikap. Bây giờ thì bọn mình vừa mới đáp xuống sân bay tại Thái Lan. Bây giờ đang di chuyển ra xe để có thể di chuyển đến khách sạn nhé. Idol Lee Sinh đéo chịu làm vlog. Nên là các bạn để ý không, nãy giờ tôi ném cam cho hết tất cả bọn nó để cho chúng nó quay. Các bạn thấy idol Lee Sinh nói được đúng câu mà sượng vãi cả cứt. Thế idol Lee Sinh chán vãi cứt. Các bạn phải bảo nó đi làm vlog nhiều vào. Đéo chịu làm vlog gì cả. Cái sân bay đây hơi ồn, các bạn thông cảm nhé, nó có cái tiếng quạt gió nữa. Tôi không mang mic gài. Rồi lên xe đây. Tình hình là đông quá, có thể là bọn tôi phải đi bộ về khách sạn đấy. Được rồi. Thời tiết đang là 35 độ C. Ôi. Lót bim bim. Wow, lần đầu tiên được lên xe một quả xe toàn gái xinh, toàn idol, mà tôi ngợp vãi cả cứt. Ê, không thể tin được. Rồi, cho Lee Sinh đứng đi. Ôi, cuối này như vua luôn đấy, tôi ngồi mẹ đây luôn đi cũng được, sao đâu. Hết chỗ rồi anh ơi. Bắt buộc đấy. Dạo này em nhẹ hơn rồi đúng không anh Ben? Nhẹ. Nhưng mà hành lý của anh để hết xe này rồi, không sao đâu gì. Sau đưa về xong rồi anh em mình lên xe riêng về thôi. Đi cũng được. Đi. Phải hiểu là còn mấy người chưa chỗ. Đúng. Đấy là mình nghĩ cho mọi người đấy, đúng không? Ủa xịn vậy đấy. Bên Nemo lấy xe đông rồi đéo đủ chỗ, lại còn lên bảo bọn tôi là bọn em thuê xe riêng cho bọn anh. Mẹ, như vua chúa vậy. Đúng, hợp lý á. Mà đúng ra là bọn tôi đi với cả mọi người thì nó vui hơn. Nhưng mà tại vì xe cũng không đủ chỗ nên là thôi thì nhìn tốt hết. Dạ. Chào các idol nhé, của anh về lại Việt Nam đây. Bye bye cả nhà. Quê thực sự ạ. À. Lên rồi xong lại xuống. Nóng nhất là ông này thôi. Đây, giới thiệu anh thời trang Thái Lan 35 độ này. Áo đấy rồi kêu. Đây. Có ăn gì được. 35 độ, không 37 độ đi, cho nó nóng hẳn đi. 37 độ mà mẹ muốn mình tôi mặc quần dài. Đây. Trong khi mấy thằng cu em thằng kéo ra mặc quần đùi. Trông thời trang phải cả bìu, mỗi thằng một màu. Còn đi Grab thì có thể thoải mái hơn, thì tùy mọi người thì em ra đi Grab thì lại đéo được đi với nhau. Đúng, đi Grab này không phải nhờ người dưới kia có bốn chỗ. Để đẹp hình ảnh nhất thì tốt nhất anh em mình nên lên đây để đi với mọi người. Đúng rồi, cổ cổ biết mọi người. Rồi, được rồi. Quay lấy lại đứng 30 phút. À, quay. Hợp lý đấy. Cô nhìn đẹp đó được. Ai nhìn đẹp anh đội này. À, chị Hà này anh. Chị Hà này. Hà nào chờ? Trời ơi, cái Hà Eli. Cái Hà Eli nó mới nhuộm tóc lại tôi không nhận ra. Trước nó tóc nó màu vàng mà. Hà, chào em. Mặt nó dỗi kìa. Anh đội còn một kế trên đây. Anh ngồi dưới. Ok.
ở phòng dưới ngồi. Nào cẩn thận mắc cái ba lô anh nhá, đau nhá, đau nhá, đau nhá. Đau nhá, anh xin lỗi nhá. Anh lại quay lại. Ờ, anh nghĩ lại rồi, quay lại ở Thái Lan. Cho anh đụng được. Đi. Rồi bọn tao đứng 15 phút xong rồi đổi. Ok không? Ok không? Quay quay đi. Quay đi. Quay đi, lấy điện thoại quay đi. Ngồi được 4 người mà đây này. Bây giờ quay. Ngồi được 3 người thôi, hai thằng đứng. Đứng là đứng hết từ bây giờ đến khách sạn nhá. Đứng là phải có hai người đứng chung với nhau. Ờ, hai thằng đứng, ba thằng ngồi. Ờ. Đứng hết về đến khách sạn đấy. Đây, giờ quay hai người đứng hay ba người ngồi? Anh có không? Đứng là đứng từ bây giờ về khách sạn luôn. Ờ, đứng có tiếng mà okay, sao nữa. Người đầu tiên sẽ phải đứng. Cái gì đứng không phải mình. Ai, mình xa lắm, mình xa lắm. Đây, đây, đây. Ồ, ồ. Rồi, thằng đẹp. Thằng đẹp đúng không? Đẹp đúng không? Ờ, ờ, ờ. Em ra, em mất được rồi. Ta luôn. Anh vô đây. Là thằng đẹp. Cái gì chúng mình lại anh nữa anh bên. Ai, ai, ai. Đôi. Nào, 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 im, 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 im. À, nó tao thật à. Đéo nào. Anh em phải đứng. Người đéo bùi tháng 4 mà. Trời ơi, muốn nhường các anh lớn tuổi lắm nhưng mà tự nhiên không được quay chúng không? Này. Em cũng muốn hai anh đổ lắm á nhưng mà không được anh ạ. Mệt quá. Em muốn nhường anh lắm mà không lẽ nhường anh không nhường em nó kỳ. Mẹ mà nhục nhĩ cho cảnh. Thấp thế nhở? Thấp quá, lên của mình quá. Cầm khốn cả đống quá đây. Trong cũng đưa cho tôi trong thành phố. Quá xin đẹp. Gái đi cùng. Quê, là chiếu chiếu quá. Quá thì cứ tưởng người đứng cùng. À trên này có hai ghế à? Ồ tiền. Thôi để các bạn ngồi ở đây là sao đấy? Sao là trên đấy mà có ghế thì không không, bọn em chưa trò chơi là không sao không sao. Lèng cưa. Lèng cưa. Trên đấy còn hai chỗ à? Ờ đúng rồi, đây là hai bạn nữ lên xe, lên xe tuyệt vời quá. Lên xe mùi lỡ say. Trời ơi. Anh là tính toán hết cho bọn em rồi. Thế cảm ơn nhá. Hai gái mình chơi trò chơi thì chết rồi. Em ơi, váy, váy, váy. Váy này đẹp lắm. Tuyệt vời quá. Thế lại có trông rồi. Ờ. Thế rồi. Thưởng luôn. Nó đéo phải một tiếng đâu các bạn ạ. Gần 2 tiếng. Bangkok tắc váy ở cứt. Thế ngồi ỉa mẹ ra quần luôn mãi đéo đến mà. Xin phép flex nhẹ bé lòng chân dài này. Mong anh em bộ tập cố gắng phấn đấu. Wow. 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 Amazing. Xem anh độ có bầu là có thật. Các bạn nhìn mặt ba thằng này các bạn biết. Chúng ngồi nhau buồn cười vãi lì tề. Và có mấy câu chuyện hơi bậy nhá, câu chuyện là bậy quá tí nữa tôi sẽ tua đi không cho các bạn xem đâu nhá. Tại bọn tôi ngồi nhau hay nói bậy. Nói bậy kiểu mất dạy các bạn. Gì đấy? Đi đâu? Mẹ tôi đưa về đây nhá. Mày mẹ chúng mày nói thế rồi. Tôi tích tế lắm các bạn. Xe các em cứ lăm lăm tay cầm cái pot để kiểu đéo chúng nó cũng hút. Tôi phải tịch thu ngay. Lạnh đổi chỗ thằng Bobo vào chịu nó tí. Hai tối qua em thử là thử kẹt. Thử ghế nào. Ôi thua phát bốn cái kẹt đi. Anh em treo nhau hơi mất dạy các bạn thông cảm nhé. Thích trong mặt thích. Tại mà anh em mình mất dạy quá. Mà bác già mới vui này. Cái gì mà vui? Là sao không vui? Thổi kem. Anh bảo mất dạy mới vui. Lấy vào thổi kem. Sao đầu mày cũng hít thổi kem đấy nhỉ? Đi. Chúng ta đi đầu à? Đầu tối nha. Dâm. Trồng dâm đó các bạn. Bạn người không ngầu, bạn người không ngầu. Thì bạn đi nào? Như nào mới gọi là ngầu của anh vậy? À được rồi đấy, bắt được đấy mà. Như này này mới đúng một súng rồi. Rồi. Rồi anh bắn đây, anh bắn đây. Anh bắn đây. À đéo đâu, đi mẹ đi với tao. Tao đéo cần ngầu đi.
Ấy không, từ từ bỏ, từ từ tao bảo, bắn mất dậy. Tôi thề có mỗi cọng dây đít mà chúng nó nghịch được 30 phút. Bực đéo chứ, ngồi tiếng rồi vẫn chưa về khách sạn, buồn đấy, đói lắm rồi, vừa đói vừa buồn đài khổ vãi. Thì bao giờ mới tôi kêu đổ đá vô cái chai thì đổ. Từ từ xem đoạn này cắt tiếng đi chưa đã. Này, nguy hiểm lắm. À cắt đi rồi, không sao cả. Quay ra lại em che cho. Anh vào đây. Đây. Mà làm. Không được. Còn lâu đi. Đi Uầy, ở sân bay tôi bú nước vãi cả cứt. Thề ông đéo nó đi mua nước về, mình cũng đang khát. Bú vãi đái, xong rồi ngay cái chỗ mà lúc tôi đi cái vali ở đoạn đầu ấy, tôi phi phi cái xe đấy đi, ngay đấy có cửa nhà vệ sinh, tôi còn đéo đi đái cơ. Tôi bảo thôi mẹ, ngồi đợi mọi người tí, tí nữa gần lên xe mình mới đái. Xong đến lúc lên xe quên mẹ nó mất. Lúc lên xe lôi cái máy ra bảo quay vlog, thế là thôi quên mẹ luôn. Lúc lên xe buồn đái, đéo chịu được. 20 phút đó, 2 liều. 3 cây mà đi mất 30-20 phút, đây là như đường mà. Đâu? Như New York luôn à? Như New York luôn anh ơi. Con mẹ ông đông cái nào. Vãi cả bìu tắc. Uầy, bọn tôi mua mỗi thằng một cái sim sim 3 à sim 5G ở Thái Lan. Ui sim 5G nhanh vãi cả cứt. Nhanh thật. Mướt mượt mượt luôn. Có cái hộp của nó sao mày đéo để mày để ngoài. Nó có mất gần à. Mất hộp á? Cái hộp em đóng mở thì gãy cả hộp luôn. Ấy. Cúp thì gãy, hộp thì gãy. Ui, đợt vừa rồi giá vàng cao vậy cứt ở đây anh em phải mang này đi bán rồi. Đợi. Ừ, mẹ cũng được nhiều tiền mà. Xong rồi kiểu làm cái phách là được. Xong rồi khi nào giá vàng nó thấp rồi anh em đi đúc lại. Mày đéo đem đúng không? Mày đéo đem hay sao rồi đúng không? Mày có mang không đây? Đúng không? Mày có mang không? Có đem mà. Có đâu? 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 Cái này nó có bạn được không? Có đâu? Có đâu? Ờ đâu 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 đâu. Đâu? Mẹ mày, à, mày có mang không đây? Vàng vẫn đang cao ở đây, tầm mày đi bán là hợp lý đấy. Mang đuổi con mẹ về giờ. Refund in my heart man. Đây đây. Cái hộp này em còn. Ôi, cái hộp của thầy cũng gãy luôn rồi. Em phải lấy cái hộp. Sao chúng mày hộp chúng mày dễ gãy đấy nhở? Vâng. Đấy, đấy, đúng rồi, em bị gãy thế này rồi. Không phải cầm bìu à? Dễ gãy quá nè. Em lại nè, chắc chắn là nó mở ngược. Em mở ngược. Ờ đúng rồi, chắc mở ngược nó mới gãy thế. Em mở ngược, kia này luôn. Mở ngược nhưng mà ở ngoài đéo được, sao mà bứt ra được. Ở ngoài mẹ luôn mà. Cay ra cái gì? Em nên buồn hay vui. Làm như có thể khám ta. Anh à, buồn đái quá. Buồn đái nè. Anh Đồ Mixi đã di chuyển rồi. Dường như từng giây từng phút đồng hồ trôi qua bây giờ đang rất là quan trọng. Hello mọi người, vlog sẽ được bọn tôi tiếp quản. Sau khoảng tầm 2 tiếng di chuyển từ là sân bay. Mixi mắc ghế chứ lại mắc thiếu là không quay được. Đúng rồi. Dạ, chủ lại cho anh em tôi. Đúng. Thì là anh em tôi là vừa tới khách sạn anh em nhé. Check-in phòng. Sau khoảng tầm 2 tiếng di chuyển
trên xe buýt. Xuống xuống xuống. Đi rồi anh em ơi, di chuyển ơi. Buồn đái thế nhở? Đây rồi, anh ấy đang quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Ủa, đái được quả sướng quá, cứt thế tôi phải đái được 7 lít nước. 7 lít nước, aman đâu. Chưa giờ tôi đái lâu như thế luôn. Mẹ có cuộc thi đái thì chắc chắn là tôi vô địch. Mẹ tôi đứng đái ở một lúc, mẹ đáy cả bồn mà. Thế là sau một tiếng di chuyển từ sân bay thì bọn tôi đã đến khách sạn rồi. Đây là khách sạn tên gì tôi đéo biết. Sentararen. Sentararen Hotel Club. Mình không làm thủ tục ở dưới này à? Không làm check-in à? Hải em. Lên tầng 23 check-in à? Sời, khách sạn đẹp vãi thế. Sạn trên tầng 23. Ủa, có khách sạn này trên tầng 23 trông thoáng dã man ạ. À. Nó lại còn có nhiều nắng nữa. Mẹ nắng quá, tí bị đèn ra đấy. Giờ tôi lên phòng khách sạn cái đã nha các bạn nhá. Ngó ngó qua như thế thôi. Nói chung là khách sạn đẹp đấy. Hết rồi. Tôi nhớ là tôi làm đến đây thôi. Tôi tua qua cho các bạn một tí nha, để tôi đỡ phải làm nữa nhá. Đấy, sau đấy là anh em tôi... Từ từ đợi tôi tí. Sau đấy là anh em tôi nhận quà Nimo, nó gọi là quầy check in, đi sự kiện nào cũng thế. Sau nhận quà Nimo xong thì cái Nhung bên Nimo bảo tôi là thôi anh phòng xuống dưới này để tham quan trước, để ngày mai anh đỡ bỡ ngỡ. Thế là bọn tôi mò dưới xem. Đây nó quảng cáo game Tarit Land. Xong bọn tôi ngó một tí, vào chơi thử con game này tí. Trông nó cũng có vẻ là hay, cũng có vẻ là hấp dẫn. Sắp tới chắc bớ quảng cáo về mấy anh em làm cho vui. Xong rồi anh em tôi trải nghiệm chỗ máy tính xong rồi bọn tôi lại sang trải nghiệm nốt cả khu vực chơi bằng điện thoại. Con này nó trên cả PC cả điện thoại. Xong rồi bọn tôi đi vào trong đi qua thảm đỏ. Đấy, thảm đỏ đây này. Ui. Đấy các bạn xem hình các bạn biết rồi, nhưng mà cái thảm đỏ nó dài dã man ạ. Đây là chỗ này để ký này. Đi qua chỗ ký xong bắt đầu đến chỗ chụp ảnh này, xong rồi chỗ phỏng vấn này. Đấy, bọn tôi đi thử một vòng phát. Anh không phỏng vấn thì anh đi thẳng luôn. Theo đúng kịch bản ấy thì tôi bảo là tôi không phỏng vấn đâu, tôi sẽ đi luôn. Nhưng mà cái lúc mà trước khi đi cái thảm đỏ này thì tôi đọc trên kênh chat thấy anh em cứ hỏi là đâu rồi. Thế là thôi tôi lại bảo là Nhung ơi tí mày để anh phỏng vấn một hai câu cũng được, chứ anh đi qua không thì cũng kỳ. Thế là tôi vào tôi nói một hai câu đấy, như các bạn đã xem ở trên Nimo Gala đấy. Xong bọn tôi mò qua đây thì đi vào trong hội trường chỗ tổ chức Nimo Gala. Ngoài này thì có các bạn đang nhảy, chắc là các bạn tập nhảy. Ở đây, đây là chỗ Nimo Gala đây các bạn. Ủa to thế. To vãi trưởng luôn đấy. Ui, to dã man ạ. Tiếp. Trưởng luôn. Khiếp mẹ. Tôi không hiểu tại sao mẹ ở cái khách sạn trên tầng 23 mà nó làm được quả không gian nó rộng như thế này nhỉ. Xong bên trên nó vẫn trồng tầng lên được. Kỳ thật. Thế trụ trước các thứ nó làm kiểu gì nhỉ? Bọn này giỏi. Xong rồi tôi gặp sếp Nimo. Xong rồi tôi đi ăn. Đây bữa ăn đầu tiên của bọn tôi. Đầu tiên thì các bạn biết rồi, bọn tôi ăn đồ Thái. Ăn đồ Thái thì đồ nào cũng toàn tiếng Thái, mà tôi nhìn hình mà bọn tôi gọi thôi. Bú được một đống đồ. Xong rồi gọi nước ra uống, các bạn xem tôi uống nước để tôi chạy đái phát, tôi buồn đái quá. Không, Coca. Mày uống thử xem nó là cái gì, trông giống nước lựu vậy. Em nghĩ là rau tằm. Xí muối nè. À xí muối à? Mày là cái đéo gì? Em nghĩ của em là vải ạ. Xí muối xí muối. Uống làm béo thì... Dạ nhãn nhục. À nhãn vậy. Sao vị của em giống... Ăn đầu BC uống bia nha anh em. Nhãn này ạ. À? Nhãn à? Thằng uống bia à? Vị như cỏ mọc ở đường. Thằng này cái đéo gì đây? Giống người nhím à? Đúng vậy. Bắt rất thì chọn. Uống nhím ngon quá. Nhãn nhục quá à? Có hợp lý nhất để tôi thử một vòng hợp lý hơn. Bia kiểu che cái cây rồi. Cái này nước giống vối, nước vối. Không phải nước vối, ngọt hơn, lợ giống kiểu là nước đường. Ui, cái này ngon này, nhặn.
này là mía. Chí mối đúng không anh? Chí mối này, chí muội. Chí mối. Ok hết. Ngon lắm anh này, mát lắm. Ngon này. Nước này như kiểu là long nhãn ấy. Long nhãn, long nhãn ấy. Uống long sòng sọc luôn. Muối vừa nhím vào. Đổi mày uống coca nhá. Của Nhung là gì anh Nhung? Của lá dứa nè. Nhung có vẻ ngon. Ma nó là lá dứa thật mày. Mình như nó kìa, nước lọc lá dứa. Nhạt tuẹt. Chán không? Cái này bún ở Việt Nam uống bún đấy ạ. Đúng rồi. Uầy, có quả nước lá dứa này các bạn ạ. Uống mẹ. Đúng có tù tí gọi là mùi lá dứa rồi, xong còn giống cốc nước lọc vậy. Đỉnh cao nghệ thuật bán hàng. Bao nhiêu? Uầy, cái này là cái gì tôi quên mẹ rồi. Nhưng mà trông nó ối rồi ôi lắm. Này các bạn nhìn nhá. Nó có hai cái. Nó là cái thịt đấy với cả cái thịt viên này. Bọn tôi gọi ra ăn đéo khác gì nhau cả. Chỉ có là một cái là như kiểu là anh em đi ăn bún chả. Nó có chả miếng và chả băm. Xong rồi ngồi đớp thôi, chả có gì cả. Ờ. Sau khi đớp xong thì đây nha, đây là em Nhím diễn khi mà em Nhím ăn một thìa cơm bị nóng nhá. Trông đéo ngon đấy hả thề. Diễn sâu đéo chịu được. Đây là cái đĩa hải sản mà tôi bảo với cả các bạn mà tanh vãi cứt mà hai thằng này nó vẫn ăn được ấy. Ui, cái giống ba khí Việt Nam hơn. Bây giờ tôi ăn một miếng mực mực nhá. Mực là chín rồi nhá, mà nó còn tanh đéo chịu được. Em mời mọi người ạ. Đây là đồ sống hết ạ. Sống hết, tất cả sống. Đầu mực chín. Sống hết ạ. Anh vãi. Thế là có bao nhiêu con sò huyết ở đây, sò huyết sống. Thằng Bô nó ăn được hết. Mẹ tội phục nó thật. Tanh vãi bìu luôn đấy. Không biết cái gì thử đâm rồi, thì ra ngàn. Nó ăn tỏi. Đấy, nó ngồi một mình nha các bạn nhìn nhá, một mình nó ngồi đớp hết. Trong đây hình như quay trả tiền hay sao nhỉ? Ờ lên thoại ra quay đi. Xem thằng nào giả tiền lại Nhung đi. Lấy. Đưa cả tên nó vào. Nhỡ chúng nó cái đỡ phải giả. Mày mà không cầm mấy tí nữa. Đây bữa ăn cuối cùng mày ăn với bọn tao ấy. Đúng. Nhung bên Nemo nó cứ chạy ra nó giả tiền trước. Tôi đã bảo rồi là đi ăn với cả bọn anh phải quay cho nó xanh chín. Thằng nào đen thằng ấy giả tiền. Nói với nó thế rồi nó vẫn chạy ra nó giả tiền trước. Rất đáng phê bình. Xong ra tôi bảo là thôi phải nhét cả tên nó vào. Nếu như mà trúng nó ấy thì thôi coi như là Nemo mời. Mọi người 48 mua một em thu luôn này. Quay mà, quay xem ai giả mà 48 đéo đi. Thôi. Anh xem như đây là công ty mời mà. Không được, không được. 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 Có, ghi ở nó vào. Nếu mà ra chị thì ok. Là hợp lý, mà không ra chị thì thôi. Chưa? Nó quay mẹ làm đi. Ê, cho chị Nhung bấm này. Đúng rồi. Để ông bạn này. Giữa là được. Để ông bạn này cho ta dễ quay. Ở giữa nha. Bấm mấy chấm đồng giữa chị ơi. Ai đây? Ai bán rồi, lắm rồi, ông Messi lắm. Đấy, Nhung ơi, đỏ đèn đỉnh mạng, đỉnh mạng. Trời ơi. Thế thôi, nhổ bít đi về thôi. Đấy, 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 thật vô nghĩa. Sao lại có cái máy đấy nhỉ? Nay mình đi mình qua cửa đấy đéo nhỉ? Xong rồi à, bọn tôi về phòng. Về phòng xong rồi đi về cất đồ. Về cất đồ xong rồi check in khách sạn. Ở đây có đội. À đây là ngày hôm sau rồi. Ai đấy? Bố đang đi công tác. Đang đi khách sạn. Ừ thì bố đi khách sạn mà. Thế con đang ở đâu đấy? Ăn con gà. Con đang ở đâu đấy? Ăn con gà. Hả Nhi? Khọt hụt cạp.
Đâu sao tụng sói vào gì? Giờ xích đu á? Sao? Đang đi chơi như nào? Tả lại cho bố nghe xem nào. Thế á? Mày chơi vui lắm á. Ghét dã man à. Con đang đi chơi vui lắm. Giọng. Đang đi chơi như nào? Tả lại cho bố nghe xem nào. Yêu già đó vậy. Thế á? Mày chơi vui lắm á. Ui, chưa ăn cơm á? Ăn nhầm ăn rồi nhờ. À, sao trông trông mặt bạn dỗi thế, đi chơi không vui hả bạn? Ôi bạn ơi, mẹ như nở hoa luôn bạn. Ui, đây 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 bạn ơi. Bạn có thằng em cần bạn tư vấn về tóc. Bạn ngó tôi cái xem là tóc ok rồi. Đây mày ở yên đấy, mày cầm chú chim nào. À chim ơi. Tóc em có chỉnh thì thay không nhỉ? À chim. Bên này người ta thích kiểu nick cool gì ạ? Nick cool idol ấy. Mà có nick sống được mà, gái. Đâu nhỉ, idol nick cool đâu nhỉ? À đây, đồng hồ Rolex đây. Ôi, anh Độ đi giày này nè. Không ăn á. À anh. Đây, tao đi giày này mà. À không nhỉ, tao đi giày da mà. Giày này đánh họ đây. Địt mẹ, quên mẹ, đồng hồ. À cái đồng hồ đâu? Đây thì tí bọn em đưa cho. Thế đi lấy đi, địt mẹ, em để tao về phòng quay luôn. Rồi đấy. Ờ, thế được. Chưa ơi, chú quá không mày. À? Không cần, em đang mang đến đây rồi. Đâu? Đâu? Đâu, đâu, đâu. Đâu? 800 đấy. Anh đùa, 800 bạc của em đấy. 800 bạt á? 800 bạt. Em nhầm. Đây là 800.000 bạt. Hôm qua bọn em vào Rolex store mua cho anh. Mua bọn em. Địt con mẹ mày Rolex luôn này. Yes, Rolex luôn. Được vãi luôn nhỉ. Đâu để thấp xuống đây thì chưa là Rolex luôn. 800.000 đây này. Địt con mẹ Rolex thật á? Rolex thật luôn. Địt con mẹ vãi lộn thật. Em đi. Đây. Nguyên siêu cho anh luôn. Yes. Đây nè. Factory new. Đấy, tồn kho đây. Lên nhận giải phải đeo con này rồi nhá. Anh phải đeo con này bọn tấm lòng của bọn em đó. 800 triệu đây. 800 triệu. Xa vãi luôn. Mặc xanh là chỉ có bên Thái có rồi. Đâu đưa xem cái hộp rồi xem vào. Địt bạn với cái hộp bên trong. Authentic. Đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy quả hộp Rolex ngoài đời thật đấy. Đỉnh cao thực sự. Giấy anh phải đeo thử lên đây đâu. Đâu đâu. Vừa khít của em chọn là đúng đây. Chuẩn này, là mặt 38. Không đeo sai. Được rồi. Đâu ngược được. Đây, anh thấy cái chất liệu chưa? Nó là I sound diamond emerald. Yeah. Bọn em biết mệnh của anh luôn, chọn màu xanh là cây. Mọc luôn rồi. Mọc luôn. Đi phải đeo lỏng vậy chứ bên chết mẹ giờ cắt đi kiểu đéo gì? Giờ cắt kiểu đéo gì? À, lấy không quân bộ kìa. Lấy không quân bộ. Tê. Đẹp mà. Ủa, trông được cái chứ? Được cái chứ? Thế thằng nào biết cắt mắt không? Cắt mắt á? Ừ. Ê. Cái này tôi mang ra ngoài cắt mắt được không nhỉ các bạn nhỉ? Được đúng không? Tại vì tôi có một cái thằng nhím có một cái mà bọn tôi mua đều bị rộng như này. Hôm nào bọn tôi rủ nó đi ra ngoài cắt mắt phát. Thỉnh thoảng còn đeo đi chơi. Ra mẹ ở chỗ ông quá cắt mắt. Được ạ, hợp lý đấy. Cái đồng hồ đấy ra store Rolex anh bảo người ta cắt hồ đi. Ra store Rolex. Đúng. Đó anh nhớ sợ hết mà. Anh bảo Rolex chuẩn. Bao tiền đấy? 800 bạc. 800 bạc. Đỉnh đéo chịu được. Anh phải xem lại vlog để xem bọn em trả giá như nào. Con này là hàng limited. Đúng. Mà mới mua được đây luôn. Người ta mà chỉ bán 900 bạc mà em trả xuống 800 bạc đấy. Không ạ, lúc đầu giá con này người ta bảo limited biết xịn là 12.000 đô. Có chuồn không nhỉ? Có chuồn. Đồ nhôm nhựa. Ôi, nhưng mà cầm vào đẹp cực các bạn ạ. Đỉnh vậy. Nếu như mà nó cắt mắt sẵn nha, đúng cái size tay của tôi nha, là hôm đấy tôi đeo đi Nimo Gala thật đấy.
Tê. Không biết rồi đâu. Vui vậy này. Về có chuyện này kể anh ạ. Nhưng bây giờ làm sao để thít tay vào cái chùn quẩy nhìn xa trông nó cũng lòng lánh đấy. Anh đừng đùa. Đi có vẻ mà thề. Tối gặp toàn đối tác lớn. Theo cái đồng hồ Rolex người ta nhìn vào ta biết ngay. Thế mới hay anh ạ. Lòng sọc sọc quá. Đấy, xong rồi nhờ con Rolex này. Nên là bọn tôi có quả clip biến hình theo kiểu nhà quê. Ok. Rồi. Xịn chưa, xịn chưa, xịn chưa, Rolex nhá. Nhớ thể rẻ tiền hơn mà. Wow. Đi vào nhà vệ sinh, địt mẹ. Nói chung phải tránh ra nào để nó quay nốt cảnh không ạ? Ơi còn Hoàng. Tránh ra địt mẹ. Lộn nhộm. Rồi mày kéo cửa vào đi, mày Hoàng. Kéo cửa ra nhá. Xong mày tạo dáng. Ok chưa? Xong rồi mày xong mày đi ra ngoài luôn nhá. Rồi 2 3. Ừ em thấy. Thế đây. Đây có lưu được mà. Đi xuống xin nước hoa tí không? Được. Mẹ đi sự kiện còn đéo mang nước hoa lại còn phải đi xuống xin nước hoa. Thế lộm nhộm đéo chịu được. Đấy, đấy là video các bạn xem rồi đấy. Tôi mới nay tôi bận quá, tôi chưa được kịp dựng được. Nó còn video chúng nó đi chợ nữa. Thì để hôm nào rảnh tôi sẽ ngồi tôi edit lại hết từ đầu đến cuối, tuốt lại hết. Xong rồi các bạn sẽ xem một cái video nó liền mạch hơn nhá. Ok chưa? Còn là bây giờ 12 giờ kém rồi, chắc là tôi chuyển qua bên Nemo đây các bạn ơi. Mấy ngày sau tôi bọn tôi có quay đéo đâu. Mấy ngày sau uống rượu xong rồi tôi giao GoPro, giao hai cái pocket cho chúng nó, bảo là chúng mày sạc pin đi, mai còn quay vlog, xong đéo sao nào sạc cả. Cú vậy cả đấy. Rồi nhá, chuyển sới đây, bạn nào mà xem tiếp thì qua Nemo TV MC nhá. Cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn và gia đình buổi tối vui vẻ. Bye bye cả lò nhà mình. Ê, hôm nay có nhạc quen này. Anh nhầm mẹ rồi. Đây rồi, bye bye cả lò nhá. Chuyển sới đi. Nói cười thôi, miễn sơ sinh niềm vui vốn lẫn lời. Mặc kệ xung quanh nhiều gièm pha, chẳng nhiều bằng những điều mà ta đã hóa ra. Bộ tộc ngày đêm vẫn cứ là đúng đời, chỉ mong dòng thời gian sẽ chậm chậm thôi, để xem lại đường đi đã rất dài. Đừng tự hỏi sẽ chung đến bao giờ, tương lai đâu có ai ngờ, và đừng lo. Mai sau chúng ta sẽ cùng ra.